Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Thần Hóng Lazada. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một cái sản phẩm của Lazada nhá. Hôm nay mình sẽ review một cái máy mở bu lông. Đó, xem như thế nào. Rồi, đây là cái đơn hàng mình mua ở trên Lazada. Từ shop là Fanza BBK111 chỉ đấy, 3 con 1. Có hai sản phẩm thôi. Chủ yếu là mình mua một cái thân máy xếp bu lông, rồi đây là 199V không chổi than, đầu 2 trong 1, 100% dây đồng. Giá là có 253.000 thôi anh ạ. Rẻ vãi đạn. Đợt đấy mình mua sale, mình mua đúng 1 anh ạ. Rồi, và mình mua thêm một cái mũi, hai mũi vít cho máy khoan vặn vít xếp bu lông. Đây là tổng đơn hàng cái máy này 253.000 này. Mình còn được trừ bao nhiêu voucher đợt đấy, lâu lâu mới quay trở lại Lazada mà voucher nhiều vãi đạn anh ạ. Voucher tích lũy, voucher Lazada này còn free ship, nó còn khuyến mãi của shop mà. Đại khái là mình được giảm khá khá, free ship 20.000 nhưng mình được giảm 15.000, nhưng mà đại khái là tổng đơn hàng nó chỉ có 228.000 thôi. Đại khái là mình thấy rẻ là mình cũng táng luôn anh ạ. Đó, rồi xem cái máy này nhá. Máy mình mua là loại Hitachi. Đây, cái loại này đây, sau quảng cáo này. Tháo vít chụp xe máy. Đấy, ui dồi, kinh thế. Đấy, mở được cả mấy cái vít này. Cái vít này khoan cả gỗ sao? Đấy là cái đinh đinh gỗ. Đấy. Ui, nó khoan khỏe thế. Ui dồi, khoan cả vít gỗ này. Đó. Khoan gỗ này, mở vít. Ui, khoan khỏe không? Cái đấy là đinh đinh khoan sắt. Đó. Cái này là cái vít cái vít vít sắt, vít tự khoan. Xem này, quảng cáo này. Ui dồi, như khoan được cả gạch cái sao ấy. Ui dồi, khoan được cả gạch ấy mà. Ui. Khoan được cả gạch. Vãi đạn vậy. Kinh. Mà có 250 nghìn này ạ. Kinh thật. Cái bộ này thì họ shop họ bán cả combo, tức là kèm cả hộp, cả sạc, cả pin, cả mấy cái đầu khẩu các thứ này. Thì chắc nó phải rơi vào xem nào. Đây. Cái loại mà full của nó thì là 677.000 nha anh em. Tức là có cả hộp, cả pin mà được hai viên pin đó. Thì nó rơi tầm 6-700 này. Nhưng ở đây thì mình không mua kiểu vậy. Mình tận dụng là mình có sẵn cái pin 21V rồi, cái pin mà cho máy cắt cầm tay ấy. Anh em trước xem kênh của mình chắc là biết mình có một cái mà cái vít cái máy cắt cầm tay của Hoto. Cái pin của nó thì mình cũng đã mua sẵn một cục rồi. Nên là mình sẽ dùng luôn cho cái máy này. Nên là mình chỉ mua thân máy thôi. Nên nó mới có giá là có 200 năm mấy nghìn thôi, chứ ông nào bảo là cái máy vẫn vít mà 200 nghìn thì đúng là không có thật anh nhá. Có nhưng mà chỉ là cái thân máy thôi, không có pin. Không có pin, không có sạc, không có gì cả. Mà cũng không có cái đầu vít này mình cũng có đấy, nhưng hiện tại mình đang không để ở đây, nên trong video này thì chắc là mình cũng sẽ chưa thử được ngay đâu. Đó, hôm nay chỉ mở hộp chơi chơi cho anh em xem thôi. Xem cái máy với cả trên mạng thì như nào, mà lúc thực tế như nào. Đây này, chúng ta sẽ có bốn chức năng là có thể mở bu lông với đầu chụp này, có thể bắn tôn với cái đầu mà mình phải lắp thêm cái đầu đầu chuyên bắn tôn này nhá. Cái đầu này mình phải mua này, đầu khoan này. Cái khoan này thì mình có thể dùng cái mũi khoan chuôi ấy. Nó có một số loại mũi khoan mà nó có chuôi ấy. Thì sẽ lắp vào chỗ cái này rồi và có thể bắt vít được. Như vậy nó sẽ là ba chức năng: bắt vít, khoan, bắn tôn và mở bu lông. Đại khái nó là một cái khoan cấp cao đó. Đây này, đi kèm cả bộ sạc nhưng mình không có nhá. Xem đây quảng cáo như nào. Đây, nếu mà thân máy không thì shop bán thì 299, còn anh thân máy cả sạc thì 509. Đợt này nó cũng rẻ khá nhiều rồi, trước mà anh em muốn mua thì phải tầm 400 các kiểu anh em. Mình hay mua tầm 250 là cũng rẻ lắm rồi đấy. Đây 201. Nó dùng motor ruột đồng 100%, động cơ không chổi than, rootless. Pin thì là cái này không có, mình sẽ không được cỡ pin. Tốc độ đập của nó là từ 0 đến 35.000 lần trên phút. Vừa thì sẽ là từ 0 đến 26.000 lần trên phút, và mềm từ 0 đến 1.800 lần trên phút. Con này thì nó sẽ có cái công tắc ở trên máy giống cái khoan pin của mình thôi. Lực xoáy này, con này lực xoáy cái quan trọng này.
anh em khi mà mua cái máy mở vít ấy sẽ phải quan tâm rất lớn đến cái lực 300 Newton mét này. Cái này nó càng khỏe thì nó sẽ cái lực nó sẽ mở càng tốt nhá, số càng to thì máy càng khỏe. Cái được giống kiểu lực kéo ở trên ô tô ấy. Con này lực kéo 300 Newton mét là cũng khủng khiếp lắm rồi đấy. Thôi cái phiên pin này mình có không để cầm nhá. Con này dùng điện là 220V đó. Có LED 2 tốc độ, có chế độ auto stop. Đó, hay quá. Rồi đây, máy. Rồi, đấy là máy 253.000 nhá. Rồi, tiếp theo là cái đầu vít này, mình mua một cái đầu vít này nữa này. Đó, có 9 đồng anh ạ. Cái đầu vít có 9 đồng, tương chưa đến 1.000. Vãi chưa. Đó, mình mua hai cái. Đó, để dùng. Đây, cái đầu vít của shop này, quảng cáo này. Úi giời ơi, có nhìn được không? Quảng cáo như này nhưng mà không biết thế nào đâu. Cái này thì là để bắt vít thôi. Rẻ, 9 đồng 1.000 một cái, quá rẻ. Đây, Rewind PS2 này. Standard thì gì đây? Đây, mình có cái khoản này luôn này, Auto. Rồi, như vậy tổng thống hài hết có 250.000 này, 228.000. Wow, quá ngon. Bắt ra được thì ngon đấy. Mình thấy mua ở Shopee rồi đắt quá, ở lâu quá, đào mãi chẳng thấy dao gì. Xem nào, đây kiện hàng đây. Fanza BK11 này ở Đại Đồng Hoàng Mai, số điện thoại các kiểu này là ra đóng cũng được nha. Rồi sẽ rạch ra. Mang máy mà không có cái gì để mình đã không có đồ chụp. Đây. Wow, cũng được đấy. Hai cái đầu vít. Hai cái đầu vít cũng si đa vãi kìa. Đây, hai đầu vít, ui dồi ôi. Cũng có PS2 này. Mọi người nhìn được không? Cũng có PS2 nhá. Như hình ấy, không lại bảo có các hình này. PS2 này. Đấy, PH2. Cái này có chữ standard không? Không có. Trông nó khá là gia công nhỉ. Các loại này như kiểu thép thường ấy. Chẳng biết có khoan không, có 1.000 một cái nhỉ. Rẻ bấy đạn này. Cái đầu này mình sợ dùng là dễ bị toét lắm. Ok, 1.000 cái thì chấp nhận thôi, 2.000 hai cái. Rồi, đi vào em máy nào. Quan trọng nhân vật chính ngày hôm nay chính là cái em này này. Ừ, có vẻ hơi nhỏ nhỉ. Hơi nhỏ nhưng mà nó cầm nó khá là chắc tay đấy nghe. Đây, máy Hitachi nhá. Hitachi thì anh em biết rồi. Ngày xưa là Hitachi tủ lạnh, các kiểu máy giặt Hitachi rất là nổi của Nhật. Nhưng mà cái này chắc là tem người ta dán được thôi chứ chắc là Hitachi hàng nhái mà. Chứ làm gì có Hitachi 200.000. Của Nhật nó phải 3-4 triệu. Rồi, Hitachi. Bên này cũng có Hitachi này. Ồ, cái thông số này nó khác luôn ở trên website anh em nhìn này. Trên máy này nó ghi chỉ có 330 thôi. Mà ông quảng cáo kia ông ghi cho mình là gì nhỉ? 380 anh em ạ. 330 nhá. Đây cái tốc độ của nó có hai tốc độ thôi. Đây là cạm max này là 3.300 vòng trên phút. Còn thấp là nó có chữ B chữ MR nữa, không hiểu lắm đâu. Hai tem thì giống nhau nhá. Đó, hai tem giống nhau. Nào, xem thân máy nào. Máy trông khá là bẩn nhá, phải khá là cũ anh ạ. Trông cũ bẩn bẩn. Đây này, nó không phải như máy mới rồi nhỉ, nhìn trông nó cũ gì đầu này. Cái đầu chua của nó này. Đây, cái bắt vít đây. Thì mình sẽ lắp cái khẩu ở đây. Rồi. Chỗ này nó có kẹp này. Có này, chỗ này có một cái đèn LED này. Cái đầu này thì hình như là nó sẽ là mở ốc được. Và cái đầu này mình cắm luôn những cái này này. Nó sẽ dùng được luôn này. Vậy nó hít chặt luôn, nó có đâm châm ở trong vậy. Nó hít khá là chặt luôn này, không sợ rơi nhá. Đây. Đó. Thân máy này, chúng ta sẽ có một cái công tắc này là khoan vào này. Có mỗi cái mũi tên nhỏ nhỏ này thôi. Đó. Hai nấc, nấc này nấc khóa này. Nấc này nấc khóa cò này. Cái này là khoan vào này. Cái này là khoan đẩy ra, khoan cái này là vặn vào này. Ấn này là tháo ra này. Đó. Rồi,
Ở phần dưới này chúng ta sẽ có là cái Reverse Auto Stop. Reverse Auto Stop, mọi người nhìn được không? Rồi nó có hai chế độ này. Đây là thân máy không thì có 200.000 nhá. Con này nó dùng chuôi của Makita rồi. Chuôi này rất là phổ biến. Cái pin 21V ấy. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có cái dây đeo vào tay như này. Chặn anh em đi thi công mà chặn đang khoan này nó rơi ở trên cao thì cái này nặng làm sái mẹ tay quá. Đeo lại vào nguy hiểm sái mẹ tay, có khi ngã khỏi giáo. Rồi, bây giờ mình đi kiếm cái pin để khoan thử nhá. Rồi. Đây là chính là cái lý do chính là tại sao mình lại không mua cái phụ kiện của nó 500-600.000 mà mình chỉ mua mỗi củ máy không với cả hai cái đầu bắn vít này thôi. Tại vì mình có sẵn một cái khoan, cái máy cắt pin của Voto này này. Và nó dùng quả pin của Makita như này. Quả này thì ngon thôi rồi. Đây. Đó. Mình đã có sẵn quả pin này rồi và có sẵn cái củ sạc này rồi. Và cái máy này thì sự mình dùng cũng ít thôi, chỉ để mài biết cắt với phần nó tiện thôi anh ạ. Cái này dùng rất tiện, đi đâu phát đi được. Nó khá là tốt. Hồi đó mình mua khoảng 700.000 đấy. À 600.000 cả pin này, cả máy này, mình mua xác không là 400. Quả pin này là khoảng 100 hay 200 thì không nhớ. Mua cái ông gì của ông ở trên YouTube thì phải. Ở trong Sài Gòn ấy. À, ông còn giao thiếu ấy, thì sao gửi lại cho mình đây. Có sẵn luôn cả cái củ sạc của nó này. Cái pin này rất tiện. Hầu hết các cả máy cầm tay thì đều dùng với loại pin này. Anh em có thể dùng để cho máy khoan, máy cắt, rồi máy rửa xe nó cũng dùng pin này luôn. Quạt bây giờ nó cũng dùng cái loại chuôi này. Bọc phét mãi rồi thử. Đây. Ôi. Lắp quả pin này vào thì nặng vãi đạn anh em ạ. Theo mình thấy thì những cái máy này khỏe hay không thì nó cái pin này nó cũng quyết định khá nhiều nhá. Ngoài động cơ này, cái pin này nó mà là cái dòng xả nó thấp ấy thì máy nó sẽ rất là lởm. Quan trọng quả pin này anh em phải mua xịn lợn. Mua hẳn quả pin xịn, còn máy thì mua máy đều cũng được. Rồi mình thử nhá. Nó kêu cái gì? Bây giờ cái này đang vặn vào này. Cái này theo kim đồng hồ này. À, ngoài ra mình còn phải chỉnh mốt ở trên này nữa này. Nó sẽ có là cái vạch 3 này là vạch báo pin này, cái vạch trong của nó là nó tắt rồi. Đây. Đây. Con này nó có hai vạch này. Theo mình đoán là cái này là yếu này, cái trên là khỏe này. Khoan thử xem nào. Ủa đúng rồi, cái nước trên là khỏe hơn. Khỏe lắm. Nó khá là khỏe đấy anh ạ. Cái nước trên này để mở bu lông này. Còn cái nước dưới là chính là nước khoan đấy anh em. Tại vì khoan mình không cần dùng lực khỏe quá. Chặn bắt vít ấy. Cái nước này nó bắt vít chứ không phải nước khoan. Đây nút là khóa này. Bây giờ mình sẽ tiến hành là nút mở ra này. Đấy nè, cái nút mở ra nó có chế độ khập này. Đấy, nó tự auto stop này. Đấy. Còn lúc mình khoan vào này. Cái khoan vào thì không có auto stop nhá, nhưng mà lúc mở ra này thì nó sẽ có auto stop. Đấy. Rồi, mình sẽ để lên nấc cao hơn này. Đây này, nó có đang kích hoạt chế độ auto stop này. Thì mình thử nhá. Đây, gạt sang đây. Gạt sang đây là tắt auto stop này. Đấy anh em gạt cái này này. À, nó tắt khoan. Đấy nhá. Gạt sang này nó mở auto stop này. Anh em gạt sang đây này thì nó sẽ tắt auto stop. Rồi mình chặn nước mạnh nhá. Cái auto stop này chỉ dùng với trường hợp là mình tháo ra thôi. Tức là lúc mà mình mở máy ấy, nó tránh trường hợp là chúng ta siết quá lực nó cháy gen chẳng hạn thì nó mới có auto stop. Thế nó khỏe nhất này. Chọn chế độ tháo ra này, mở bu lông này. Đó. Đó. Hay nhỉ. Tiếp qua chúng ta không có cái dùi để thử anh em ạ. Cái dây thì khá là vướng, mình nghĩ tháo lại cái dây. Đây tháo ra thì anh em sẽ đặt như này. Khá là ngon nha. Rồi sau thời gian ấy thì mình có đặt thêm mua hai cái này nữa anh em, hai cái phụ kiện này. Đây
chính là cái đầu măng sông, à măng ranh cho chuyển máy khoan ấy. Và đây mình có một cái đầu để tháo ốc vít đấy rồi, mãi có cái này để thử nghiệm cho anh em. Cái bộ kia thì mình vẫn để bên kho cũ của mình. Đây là một cái đầu để tháo bu lông, cái này để tháo cái lốp ô tô nha, nó là cỡ 22, chuyên để tháo cho mấy xe Morning i10 phát đi đấy. Đó, bán tải thì mình như nó cũng dùng cỡ 22 này. Đây để mình lắp vào cho mọi người này. Đây anh em để ý nhá, cái này nó có cái đầu lỗ như này thì mình sẽ lắp vào cái này, hoặc là nếu một số loại xịn ấy, nó sẽ có cái đầu chốt, đầu chốt nó xuyên qua đây này, và nó sẽ có một cái vành cao su để nó bịt để nó giữ cái này lại khá nó chắc hơn ấy, chứ còn để nó khỏi rơi thôi, chứ còn có được mà không lắp được nhá. Đây anh em để ý này, cái này hôm mình ngồi mãi mình lắp được nhá. Đây đây để ý này, chúng ta lựa lựa cho nó vào hình hình chữ nhật này, xong rồi ấn kích cái này. Đó, lắp mới hơi hơi khó chứ. Đây nha. Đó, lắp lựa nó vào này. Đấy, nó vào như này. Nhìn trông sang hẳn lên. Đó. Đó. Bây giờ mình sẽ bật thử máy này. Đang ở chế độ reverse này. Đây này, cái chế độ này là cái chế độ để chuyên để tháo lốp này này. Mình sẽ để ở nấc cao nhất ở trên cùng này. Đây. Em nhìn được không? Mình phải ấn như này nó mới kích hoạt. Đây, nấc trên cùng, đèn trên cùng này. Và để reverse ở đây. Và tháo ra này, nó sẽ có cái đèn reverse ở đây này. Để cho mình thử nhá. Đây. Đó. Nó cứ chạy một lúc nó ngắt này. Rồi. Đây là một chế độ ổ vặn vào này. Tháo ra này. Rồi, mình để chế độ nhỏ nhất này. Này thì nó đang loạn sai phím này. Thì mình lắc cái này vào nó sẽ nhận luôn là chế độ chỉ có ấy thôi. Chế độ yếu này. Chế độ yếu này. Đây là reverb yếu này. Cái độ khỏe này. Đó. Tiếc là đang không có cái ốc nào để thử xếp cái này anh em ạ. Rồi, theo ý kiến cá nhân của mình ấy thì con máy này mới cảm nhận sơ sơ thôi thì dùng khá là ngon đấy, nó sẽ rất là tiện đó. Con này mình dùng, con này sẽ lợi hơn là dùng cái khoan này. Khoan này thì nó khá là yếu, cái này chỉ bắt vít được thôi. Cái này thì vừa có thể bắt vít, vừa xịt bô lông, vừa khoan được, nó sẽ là ba chức năng đó. Rồi, như vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ với em về cái máy siết bu lông của Hitachi. Rất tiếc là chỗ mình đang không có điều kiện thử cái siết cái này như nào. Nên là hy vọng sẽ hẹn anh em một cái video thử nghiệm khác nhá. Hôm nay chỉ mới chỉ trên tay thì mới cả một hộp thôi. Rồi một lần nữa, cả các bạn đã theo dõi video clip, một lần thêm view hay và ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo.